Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Dân mạng kêu gọi tẩy chay Huỳnh Trần GB sau phát ngôn chối tội. Kệ quản lý dìm Lily đến cùng. Trong clip mới nhất, mẹ bé Sa cho biết cô không liên quan đến scandal trên. Cô khẳng định mình chỉ là bà nội trợ đơn thuần, còn fanpage ở Việt Nam do người khác quản lý. Vụ lùm xùm giữa ca sĩ Lily và Huỳnh Trần GB hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Khi diễn biến sự việc ngày một phức tạp, với những bằng chứng cả hai bên tung ra nhằm bảo vệ quan điểm. Trước cáo buộc lật lọng, quay quắt 180 độ khi đột nhiên từ chối qua MV từ ekip Huỳnh Trần, Lily đã đưa ra loạt tin nhắn tố phía bà nội trợ triệu view muốn thương mại hóa ca khúc cô dành tặng cho bé Sa. Việc làm mà theo cô là làm mất đi giá trị tinh thần của món quà khi đem trẻ em ra nhằm mục đích kinh doanh. Ngay lập tức, quản lý Huỳnh Trần tiếp tục có động thái đáp trả bằng cách tung đoạn ghi âm gây bất lợi cho Lily. Trong đó, quản lý của Lily thừa nhận nữ ca sĩ còn non nớt và mong đối phương thông cảm. Hiện Lily lên tiếng phản bác, tuy nhiên điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả chính là hành động rũ bỏ trách nhiệm từ nhân vật chính trong vụ ồn ào, không ai khác ngoài Huỳnh Trần. Cụ thể, trong clip mới nhất, mẹ bé Sa cho biết cô không liên quan đến scandal trên. Cô khẳng định mình chỉ là một bà nội trợ đơn thuần, chỉ biết quay dựng clip ở Nhật, còn fanpage ở Việt Nam do người khác quản lý nên không hiểu chuyện gì xảy ra. Phát ngôn của Huỳnh Trần như thêm dầu vào lửa, thổi bùng cơn giận dữ khi rõ ràng tài khoản là của cô, fanpage liên quan đến thông tin của cô mà hiện tại lại tỏ ra vô tội. Quan trọng nhất, nếu không có sự đồng ý của cô, làm sao ekip giống lợi dụng hình ảnh bé Sa? Nhiều người nghi ngờ Huỳnh Trần lo sợ bị cư dân mạng hủy theo dõi nên tìm cách cứu vãn tình hình, nhưng trước đó đã đồng ý vì mục đích cá nhân mà tiếp tay đẩy Lily vào drama đáng sợ này. Sau tất cả, khán giả tiếc nuối khi một YouTuber nổi tiếng được biết đến với hình ảnh chân chất mộc mạc được lòng công chúng lại vướng phải ồn ào đấu tố showbiz. Để rồi giờ đây không những MV chẳng thể rời xa bị hủy bỏ một cách đáng tiếc, mà hình ảnh của Huỳnh Trần bị ảnh hưởng nặng nề khiến cô mất đi một lượng người theo dõi rất lớn. Đâu là sự thật? Các bạn hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.